Chị, hôm bữa cô này đạp em á. Nói đó chị. Đúng rồi chị, đánh cho nó chết luôn đi. Láo. Ba má mày chết hết rồi, là không ai dạy mày vậy. Đập nó luôn đi chị. Láo. Đánh nó luôn, đánh nó đi chị. Chị có chân chị. Chạy đi. Chạy. Chị ơi, chị. Chạy. Chị. Nó giận lắm. Chịu si mê một người nào đó, hay em có lý do là chẳng thể nói ra. Đừng ai hỏi em rằng sao em cứ một mình như thế, liệu có buồn không, hay cô đơn là người bạn thân anh đã chọn cho em. Từ nay về sau giải quyết bằng bạo lực. Không đi bắt đó. Mày nào? Gì?